Xin chào bác nhé. Qua lại chạy tuyến khác các bạn, mỗi ngày một tuyến khác nhau. Qua thẳng nước nó nóng quá mà nó cạn nước các bạn. Bay này nó có nước rồi, em mới quay cho bác xem. Bên trong này vụt 4 phát này. Bên ngoài dưới 2 phát là 6. Bên ngoài dưới em không có quay, mà quay bên trong. Ngoài em vớt rồi. Nặng lắm các bạn. Bài này phải đánh 10 phát nhưng mà em và đánh tầm 6 phát cho nên thả được cái 6 phát. Ôi, lươn đấy các bạn. Ôi, trời ơi, ẹo. Cái này lươn, cái này lươn hơi. Ba bốn con là như hơi bé. Xấu quá. Bài này còn rộng ở trong nữa nhưng không có thả được, cũng còn cầm một ít ống ở đây dưới nha các bác nha. Ôi lượt con rồi. Ống này là hai ba con đây xem rồi. Bác nhìn đây. Từ hai ba con luôn lượt con. Rồi. Em mới vớt được cái này. Mấy cái này nữa vớt nốt cho bác. Quá lóng em không thả nhiều các bác ạ. Lóng ở kia bắt mồi nó khó bắt lắm. Nó khô hết rồi. Đấy, xịt các bạn. Rửa ống nó sạch đi đường nó nước bẩn. Nó rơi ra bao tải các bạn. Em hay cải thế. Bài này các bác nhìn đẹp thế nhưng không thả đâu. Không có lươn đâu. Đây chẳng qua bí ống qua em thả vào đây để em về cả lắng này. Còn bài này không có lươn. Lươn thừa lùa. Bài nào có lườn mà nó thừa lườn. Đấy cái này được. Cũng được hai ba con. Bài nào em bảo nhiều lườn này. Là em bảo nhiều lườn. Bài nào không có thì em bảo không có. Bài này nó cạn lươn rồi các bạn. Quan dạy cho một đường thật dài. Không có được cái đường lươn này các bạn ạ. Nó cạn nước lắm người. Đây, em rửa. Em làm một đường thật dài mà. Nó lại được lươn. Bay lại hết lươn rồi các bạn. Hai ống này ống lại được lươn hết lươn. Còn cả nước nó cạn quá.
Được rồi, vẫn còn. Thực tại đồng kia hai thằng nhóc con để đi em qua lấy ngày rồi em bắt hai cái. Ông cứ chắc thật con này thừa lườn như nó to. Nói chung là mùa này đánh người nó vẫn to, từ già đấy đi nó vẫn to. Hết rồi nha các bác nha, xin phép với các bác để nốt cái này để em về. Luôn. Chú chào các bác ơi, em về nhà rồi. Hôm nay đi lắng quá các bác ạ. Cạn nước cái ống nhập đây. Thả hơn 50 cái và họ lại lấy ngay, chơi ngay của em vẫn hai cái thằng nhóc con. Ôi, chú cho bác xem nha. Ui. Lóng này xịt nhiều quá các bác ạ. Đây em lộn cả đầu cả đít đấy. Cả tuyến này đi họ hay lấy trên xe lắm. Đưa đi chứa này thì nó bị cạn nước, cái chỗ nào có nước thì em quay cho các bác xem đấy, còn không cạn nước các bác ạ. Này có cô xin bán cho cô con lươn nấu cháo, cháu chán đấy các bác, các em trò con lươn to hả? Chết các bác ạ. Vì em giáo giả đâu đuôi cả, người ta lấy túi này hay lấy lắm. Ui con lươn to. Đấy cho lươn cho người ta vào bán thì em cũng lấy cho. Mình đuổi xe cổng người ta các bác ạ. Em cho ống này, ống này đấy, nhưng mà em cho một con còn 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 con bé đấy, em nhớ mà nó có bằng dính rồi. Xịt nhau bác nha. Ôi nó lại dài còn to rồi. Ôi quỳ em nắng lắm. Đi từ đầu đến chân các bạn. Nặng thế. Cháu được ít hay gì ạ? Cháu được ít hay gì ạ? Vâng. Thank you.
cạn nước, nguồn bé nó vào nhiều mà nguồn to nó không vào, nó phải đổ nước thì nguồn to mới vào được. Chết còn có ống đẩy nhét chắc chết to ạ. Em có một ống đẩy nhét này. Nóng rồi, nóng thì em mới đánh được đẩy nhét được. Lại mua thêm ít ống các bác ạ. Đi đến điểm có luôn thì đẹp thì lại hết con ống rồi. Hôm nào em đi vậy, không có không mẹ trước vậy, mẹ hôm nay cũng vậy. Sao già lắm thế nhỉ? Ống đây chắc chết. Ba cái nữa là kết thúc nha các bạn. Đầy chết rồi các bạn, ống đầy đấy chết rồi, em nhìn em biết là chết rồi. Cái cuối cùng các bạn, ống đầy nghe này, ngay chết một con, bác nhìn đấy, thấy nó rớt rồi, hết rồi các bạn, được lần này nha các bạn. Ôi. Ấy lươn này, bác nhìn thấy lươn đẹp không? Ê, trên xe bác nhìn thấy xịt, kinh điển luôn, hai cái 60 hôm qua bị nghịch một cái còn một cái xịt, ấy xịt đấy. Lại còn nhầm cái ống 60 này các bác này, lươn này ui to quá, em mày bảo hai cái, thế nào?